Ông già Noel ơi, năm nay cháu muốn có gấu. Noel này mình không có gấu nên mình sẽ lấy hết quà của tụi bay. What's up? Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Matt. Và đây là một cái mini game phải nói là mình cảm thấy nó cực kỳ hay luôn. Và nó đó chính là Quiz Simulator. Thì đơn giản, what có creeper đi ghê vậy? Thì đơn giản đây là Mr. Chris. Thì mọi người biết là Mr. Chris này ổng là một nhân vật ở trong một bộ phim. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. Ông này thì rất là ghét con nít. Không phải, rất là ghét Giáng sinh. Nên hắn ta rất là kiểu sẽ đi ăn cắp hết tất cả các món quà của tất cả các ngôi nhà ở trong cái khu làng mà hắn ở. Hắn ta rất là ghét Giáng sinh. Nếu mấy bạn muốn, mấy bạn, mình nghĩ là mấy bạn nên coi bộ phim này. Việt Nam thì nó chưa có việc shop, nhưng mà một bộ phim rất là hay. Mình coi rất là nhiều lần và mình kiểu thần tượng ông này vãi luôn. Thì ok, mình đi lát rồi. Mạng cùi bắp quá mấy thanh niên ơi. Trò chơi bắt đầu rồi. No. Thì căn bản là mình sẽ đi vòng vòng phá. Mình sẽ đi chôm hết phần quà của ông già Noel tặng thôi. Tiến lên. Mình đây. Có nhà nào mở cửa không? Đây. Một nhà mở cửa ra đây. Chà đồ nhôm, chôm đồ nhà. Ok. Này thì quà này anh sẽ chôm hết. Qua nè. Tao sẽ chôm hết quà của các cháu. Này thì mình sẽ đem hết quà này đem về fan. Mình sẽ đem về mình chia hết cho fan của team ước lớp, là team ột lớp. Này thì ngon. Cái chú cơ đó đi, anh sẽ chôm hết. Mình đứng nhì các bạn ơi. Mình về nhì. Còn đâu nữa không? Không, chuồng. Chỗ này là chắc phải leo lên rồi. Không phải chỗ này. Đây. Thì chỗ này nó phải leo lên rồi. Thì mình không biết là có ai, có YouTuber Việt Nam nào chơi game này chưa, nhưng mà mình sẽ chơi xong mình sẽ up ngay vào luôn để cho mình là người đầu tiên chơi. Ok. Bye. Noli. Nóc nhà đây rồi. No. Yes. Bên kia. Sao nhảy qua đây? Nhảy được không? Không được rồi. Ta phải về nhất, ta không muốn về nhì, ta không muốn về ba. Cửa khóa rồi. No. Nhà này. Bị lấy hết chân rồi. Tụi nó xâm nhập vô cái nhà này rồi. No. Ở trên này có, đường cơ. Mong là tụi nó không vô chỗ này. Nó thông minh hơn mình nghĩ. Tụi nó ngu hơn mình nghĩ. Mình đang đứng vị trí thứ nhì mấy bạn ơi. No. Còn 30 giây nữa. Chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc rồi mọi người ơi. Cố lên. Bây giờ. Thì mọi người thấy có thể tái tuyết đang rất là dày đặc ha. Mật độ trung bình này nọ kia nhiều, khá là nhiều. Nhà nào cũng đóng cửa vậy trời. Noel là phải mở cửa để đón khách chứ. Đóng cửa cái gì mà đóng cửa. Nhà này quá rồi. Game over, you got a yes. Ít ra mình cũng được hạng nhì ha.
Yeah, mình được hạng nhì. Woo. Đây là những ngày khuyết các thứ màu cho tụi mình lựa. Ok. Thì anh em chơi thêm dáng nữa nè. Rồi, bây giờ mình là một ông Chris màu, ông Mr. Chris màu màu xám. Ok, màu xám cũng được, màu xám cũng là một màu đẹp. Thôi kệ, quẩy thôi. Ôi, 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 lắc lắc. No, don't lắc. Tới giờ rồi, đi chôm đồ thôi anh em ơi. Tụi nó đi vô trong này nhiều rồi, không được rồi. No, 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 no. Nhà này không ổn rồi, nhà này có người rồi. Không được. Đường này sao lên? Có đường lên không? Này không có đường lên. Oh, mình nhớ rồi, mình nhớ rồi. Nhưng có cái nhà đâu đây nè, lên được nè. Ủa, đây rồi, đây rồi. Đi lên. Đi lên. Quay từ từ từ. Hơi. No. No, không có đường đi lên. Oh my god. Ô cửa chính nè. Có ai nhà không? Anybody không? Thấy là bị lấy hết rồi đó. Ơ, một thằng ngu rồi đó, nó quên. Noel này mình không có gấu nên mình sẽ lấy hết quà của tụi bay. Noel này anh không có gấu nên anh sẽ lấy hết quà của tụi mấy đứa bay. Ơ, ở này hết quà rồi à. Ơ, sao vô duyên thế? Ơ, này. Mày. Đứng lại. Nhanh ra, chỗ anh đang đi. Mình nhớ, như có chỗ đu vô mà. Hồi nãy mình đi, mình nhớ mà, cái chỗ đầu tiên mình. Tuyết không, khó nhìn đường quá. Đây có đúng không? Có đường vô đúng không? Ủa má này móc khác hả? Sao thấy lạ vậy? Sao vào đây? Không có đường vào à. Có đường vào nè. Ok. No, yep. Ủa ngôi nhà đâu rồi? Đây, nhà đây. Ê! No! No, không được rồi, không ổn rồi. Mày chết đi. Mày không chết. Woo! Làm ơn đi, ai đó mở cái cánh cửa này ra với. Cái này coi gì vậy? Coi những thằng khác thôi gì. Mình đang ở No. This guy. Không có đường vô, nhà này hoàn toàn không có đường vô luôn. Kệ bà, nó leo đại đi. Thân xui. Tìm được vô, đường vô thì được, được. Còn không thì thôi. Mình cảm thấy kịch phiêu rồi. Chết rồi. Bắt cua. Ok. Tại vì còn bị lag nữa chứ. Oh no. Mình về bét rồi. Có đường vào nhà không? Vô chà đồ nhôm ơi. Chôm đồ nhà. No, thua rồi, mình đứng thứ 8 luôn á. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thích video này thì hãy nhớ ấn like, share và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày Noel thì mình muốn chúc cho mọi người có một ngày Noel vui vẻ bên gia đình.
Thì ok, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Mình goodbye.